Bây giờ mình trang tiếp xoay hoặc là construct mấy cái formula của mình. Ok, thí dụ thầy cho mấy cho thầy cho cái này đi. A là cái này là A, cái này là A, cái này là A, 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 A. Ok, thầy bây giờ muốn cái formula cho cái perimeter là mấy đứa con construct cái formula ra là P là perimeter. Ok, cái perimeter. Perimeter. Nếu mà người ta nói là A là bằng 10 cm là cái perimeter là cái gì? Thì và mấy đứa con sao phát hiện ra cái perimeter thì cái có cái formula xong á thì nhét cái A này, nhét cái số 10 vô cái A đó thì cái nói cho thầy là cái perimeter là cái gì. Ok, tự suy nghĩ đi, bấm ngừng đi. Rồi A là nếu mà thầy ở đây thầy phải đi lên đây là 1 nè, 2 nè, 3 nè, 4 nè, 5 nè, 6 là 6A. Ok, thì người ta nói là nếu mà cái A là 10 cm, có lúc cái này là 10 cm. Nếu mà người ta nói cái này là 17 cm là cái hình này nó bự hơn một chút xíu là 17. Ok, là cái A có thể là cái gì nó có thể thay đổi. Ok, mà điều đang bây giờ là nó là 10 cm thì mình bỏ bỏ 10 vô cái A là như vậy, là đang bây giờ mình có 6 nhân cho A đúng không, là mình bỏ số 10 vô trong đây là 6 nhân cho 10 là 60, là cái perimeter là 60. Ok, thí dụ cái này là A, cái này cũng là A, cái này là nó dài hơn tí xíu là B. B. Ok, cái này còn dài hơn B nữa, dài hơn B nữa, C, C. Thầy muốn có perimeter là cái gì? Ok, A là 4, B là 5, C là 9. Con construct cái formula cho thầy đi. Bấm ngừng đi. Ok, formula thầy bây giờ thầy nói thầy ở đây đi là A cộng A là 2A rồi. Thầy cái cộng B, thầy cái đi xuống cộng C là 2C ở đây. Thầy cái cộng B ở đây nữa, cộng B. Thấy hai cái B này không? Nó giống nhau thì mình ép nó lại là 2A plus 2B plus 2C. Là cái formula của cái perimeter của cái hình này á, cái hình này á là này nè. Bây giờ mình bỏ A B C vô trong đây là người ta nói á, nếu mà người ta đang đưa mình cái này á là cái người ta nói á là người ta đang có cái hình này nè. A là 4 nè, 4 nè, B là 5 nè, cái này là 5, cái này là 5, C á là 9, là 9. Ok, là thầy biết là thầy bỏ như là P là 2 nhân cho A cộng 2 nhân cho B cộng 2 nhân cho C. Nhớ là nhân nó quan trọng hơn mấy cái cộng này thì mình phải tính cái cục này ra trước. Ok, là đang bây giờ mình nhân là mình phải tính cái cục này ra, mình phải tính cái cục này ra. Ok, là cái gì? A là cái gì? Thì cái này là A nè. A là 4, B là 5, C là 9. Nhớ là nó nhờ nữa nha. Ok, P là 6, xin lỗi 8. Ở đây là cộng cái hộp này là 10. Cái hộp này là 18. Là 28 là 36, là cái perimeter là 36. Ok, alright, thầy cho cái này A
dài là P, P. Cái này là C. Ok, người ta nói là A là 60, P là 160, C là 80. Ok, thì tính ra cái construct cái perimeter cho thầy, thầy cứ bỏ mấy cái này, mấy cái số này vô nè, bỏ vô nói cho thầy biết là cái perimeter là cái gì. Ok, bấm ngừng đi. Alright, thầy nói thầy bắt đầu ở đây, thầy đi lên đây là A, với là A nữa là 2A rồi, cộng B ở đây, với là B ở đây nữa là 2B rồi. Thầy cứ cộng cái C ở dưới đây. Ok, là thầy biết A, 2 nhân cho A là cái gì. Thầy phải tính ra cái hộp này trước. Thầy ký cái hộp này, cái hộp này. Ok, cái hộp là đầu là hai nhân cho 60 là 120, hai nhân cho pi, pi là cái này nè, là cái gì, là 320. Ok, c là 80, thầy ép hai cái này lại là 200 rồi, 200 cộng cái này là 520. Ok, nếu mà con tính không được thì con cộng vậy, này cái cộng nó lại nguyên cái này á, không 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 cộng giá là không, cái này cộng lại á là 12, thì thầy viết số 2 xuống, thầy đem qua cái 1, 12 là 1 cộng 3 là 4, với lại ở trên đây là 5, thấy không? 5, 2, 0. Ok, cái này con không cần biết đâu. Alright, ok, thầy cho cái khác. Cái này á, thầy nói cái này là A, thầy nói cái này á là 2A, là cái ý nghĩa của nó là cái dài ở dưới đây á là cấp đôi của cái này, thì cái này là A rồi, cái này là 2A, là dĩ nhiên là nó cấp đôi rồi, không? Nó cấp đôi. Cái đường đi này á là B. Ok, người ta nói A equals 4, B equals 9. Construct cái perimeter cho thầy, thầy cứ bỏ mấy cái số này vô, nói cho thầy biết là cái perimeter của cái hình của cái này á thì là cái gì. Ok, bấm pause đi. Ok, perimeter, thầy nói thầy ở đây, ở đâu cũng được hết. Ok, thầy ở trên đây đi, thầy đi xuống á là A, thầy cứ cộng hai cái A này, cộng hai cái A, thầy cứ bây giờ đi lên đây lại là P, cộng P. A cộng 2A là 3A, cộng B là cái formula của mình á là cái này rồi. Ok, thì mình bỏ mấy cái A vô, 3, cái này là A ở trong đây, cộng cho B ở đây, thì A là 4 ở trong đây, B là 9 ở trong đây, cái hộp này á là 12 rồi, cái này á là 9, là 21. Ok, mình nói xong đi, xong đi.